Xin chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo, 6 giờ, ngày 16 tháng 5 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 5, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành ngày làm việc đầu tiên của hội nghị giới nhiệm kỳ ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị Trung ương 7. Trong ngày làm việc đầu tiên, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về chương trình hội nghị giới nhiệm kỳ ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Tiếp đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định một số nội dung. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Thưa quý thính giả, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2023, hơn 2,8 triệu thuê bao di động đã thực hiện chuẩn quá tuy nhiên vẫn còn hơn 985.000 thuê bao, 25,79% chưa thực hiện chuẩn quá theo quy định. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, có tổng số 3,84 triệu thuê bao của các doanh nghiệp viễn thông đã xác định cần chuẩn quá thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau 2 tháng từ ngày 15 tháng 3 đến 15 tháng 5 năm 2023, đã có hơn 2,85 triệu thuê bao, 74,21% thực hiện chuẩn hóa trong 3 giai đoạn, sau khi nhận được thông báo từ 15 tháng 3-31 tháng 3. Sau khi bị khóa một chiều từ ngày 31 tháng 3 và sau khi bị khóa hai chiều từ ngày 15 tháng 4, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá các kết quả đạt được là do người sử dụng đã thức được việc sử dụng số điện thoại được đăng ký thông tin đầy đủ, chính xác với thông tin của bản thân là rất quan trọng. Khi chiếc điện thoại đã trở thành một phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 5, Tổng cục Thế tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý và sử dụng quá đơn. Chủ trì hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết kết quả triển khai quá đơn điện tử trên toàn quốc trong thời gian qua là rất tích cực. Cụ thể, toàn hệ thống đã tiếp nhận trên 4 tỷ quá đơn, tuy nhiên thành tích này cũng tạo sức ép rất lớn về mặt quản lý quá đơn điện tử, đặc biệt trong bối cảnh gian lận thương mại điện tử ngày càng gia tăng. Trên thực tế, cơ quan thuế phát hiện các vụ việc vi phạm về quá đơn điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế đã ban hành bộ chỉ số tiêu chí áp dụng quản lý rủi ro và quy trình áp dụng để đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng quá đơn. Bên cạnh đó, Tổng cục thuế cũng nâng cấp ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ quản lý quá đơn và chức năng đối chiếu dữ liệu quá đơn điện tử và tờ khai thuế giá trị gia tăng. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác kinh doanh và văn hóa sâu rộng với các quốc gia hồi giáo. Theo hãng Tintas. Phát biểu nêu trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong lời chào tới những người tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ 14 Nga Thế giới Hồi giáo, diễn đàn Kazan. Giang. Trong phát biểu, Tổng thống Nga Putin đánh giá, thế giới Hồi giáo đang phát triển tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng trong thương mại, tài chính, đổi mới và nghiên cứu khoa học ứng dụng. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 5, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam ASEAN, Cao Kim Hao cho biết, nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 sẽ tiếp tục tiến hành tham vấn một cách toàn diện và có sự tham gia với các bên liên quan nhằm quan tất văn kiện quan trọng này. Phát biểu tại cuộc gặp đại sứ các nước đối tác nhằm thông báo kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan được tổ chức vào ngày 10 và ngày 11 tháng 5 vừa qua tại Labuan, Bajo, Indonesia, Tổng thư ký cao cho hai lãnh đạo ASEAN đã nêu tám định hướng đối với công tác của nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Thưa quý thính giả, phát biểu trong buổi họp báo sau khi kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan được công bố ngày 15 tháng 5, lãnh đạo đảng vì nước Thái vào Thai cho biết đảng này đồng ý với đề xuất thành lập một liên minh với đảng đối lập tiến bước và khẳng định không có kế hoạch thành lập chính phủ với bất kỳ đảng chính trị nào khác. Lãnh đạo đảng Pheo Thai cũng cho biết với số lượng 309 ghế tại Quốc hội Thái Lan, Liên minh trên có đủ khả năng để thành lập một chính phủ ổn định song việc đề cử thủ tướng còn phụ thuộc vào các yếu tố pháp lý. Thưa quý thính giả, bãi đá cổ Hờ Trang với hàng trăm cột đá có hình trụ, lục lăng được xếp san sát nhau, nhìn từ trên cao, nơi này như một tổ ong bằng đá khổng lồ. Bãi đá cổ Hờ Trang xã Đê huyện à, quyện Mang Giang nằm dưới chân đập nhà máy thí điện Hờ Trang, dấp ranh với xã Ba Mai huyện Chư Sê và cách thành phố Lê -cù, Lê Cù tỉnh Gia Lai khoảng 50 km. Trước đây, bãi đá nằm dưới dòng chảy của sông Hơi Trang và không được biết đến. Chỉ khi thủy điện Hơi Trang ngăn dòng thì bãi đá cổ triệu năm được phát lộ vào giữa năm 2021. Bãi đá cổ có diện tích rộng hàng chục hecta, trải dài từ lưu vực sông Hơi Trang đến đoạn nhập dòng với sông A dùng hạ còn sông Tứ Mát cho cánh đồng khắp các quyền phía đồng Nam Gia Lai. Thưa quý thính giả, lâu đài Himeji Nhật Bản nằm cách Osaka và Kobe khoảng 30 phút đi tàu cao tốc. Lâu đài được coi là kho báu quốc gia của Nhật Bản. Với kiến trúc trang nhã, nơi đây được gọi là lâu đài di trắng vì hình dáng giống một con chim lớn đang bay. Hoàn thành vào đầu thế kỷ 17, Himeji cung cấp các chuyến tham quan có hướng dẫn hàng ngày bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.